Quang Quý rất vui gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cũng thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam Vietronic, mã chứng khoán là VEIC, do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC sở hữu. Theo đó, thì SCIC thông báo đưa hơn 38,52 triệu cổ phần của Vietronic chiếm 87,97% vốn điều lệ ra đấu giá trọn lô. Giá khởi điểm là 15.100 đồng một cổ phần. Như vậy thì giá khởi điểm trọn lô gần 582 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc với tỷ lệ là 10%. Thời gian từ ngày 27 tháng 3 cho đến 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017. Phiếu tham dự đấu giá nộp chậm nhất là 16 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2017. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại sàn chứng khoán Hà Nội. Vietronic có trụ sở đặt tại 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, vốn điều lệ thực góp là 438 tỷ đồng, là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực điện tử, tin học, công nghệ thông tin, đầu tư tài chính, đầu tư và kinh doanh bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực, v.v. Thưa quý vị, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist quyết định chuyển nhượng 363.775 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines cho các cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số cổ phần được Sài Gòn Tourist chào bán chiếm 1,14% vốn điều lệ của Jetstar Pacific. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2017. Giá khởi điểm mà Sài Gòn Tourist đưa ra chỉ ở mức là 15.000 đồng một cổ phiếu, bằng 14% mệnh giá. Dự kiến thì nếu đấu giá thành công, toàn bộ Sài Gòn Tourist có thể thu về ít nhất là khoảng 5,5 tỷ đồng. Trường hợp không có cổ đông hiện hữu tham gia mua cổ phần hoặc bán không hết, Sài Gòn Tourist sẽ tiếp tục đấu giá công khai ra bên ngoài. Theo số đăng ký cổ đông ngày 7 tháng 11 năm 2016, Jetstar Pacific có vốn điều lệ là 3.522 tỷ đồng, tương đương hơn 32 triệu cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 110.000 đồng một cổ phiếu. Cơ cấu cổ đông Jetstar Pacific tính đến thời điểm này cho thấy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines là cổ đông lớn nhất, chiếm 68,85% vốn điều lệ Jetstar Pacific. Kế đến là Qantas Asia Investment Company chiếm 30% vốn điều lệ. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, Tổng Công ty Thăng Long, công ty cổ phần đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ 41,9 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ hiện tại là 419 tỷ đồng. Mã chứng khoán được cấp là TTNL. TTNL là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng cho đến tháng 3 năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển giao toàn bộ quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại TTNL về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là SCIC. TTNL đã hoàn tất cổ phần hóa từ năm 2014. Năm 2016, thì TTNL đạt doanh thu thuần là 2.143 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 66,3 tỷ đồng. Lần lượt giảm 11,27% và 22% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 đạt 1.779,9 tỷ đồng. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cổ phần Miền Nam Sowasco, mã chứng khoán là SWC, vừa công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017. Theo đó, thì Sowasco đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 719,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 491,6 tỷ đồng. Tại đại hội lần này, thì SWC cũng trình cổ đông phương án điều chỉnh mức cổ tức năm 2016 từ 6% lên 10%, đồng thời đặt mục tiêu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 50% bằng tiền mặt. Dự kiến thì ngay trong quý 2 này, SWC sẽ trả 10% cổ tức năm 2016 và tạm ứng 40% cổ tức năm 2017. Ngày 11 tháng 4 tới thì SWC sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 tại trụ sở công ty ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang những thông tin về thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, phố Wall giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 3. Những thông tin vĩ mô tích cực của nền kinh tế đã hỗ trợ các chỉ số chính trong phiên giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch thì Dow Jones tăng 0,33%, chỉ số S&P 500 tăng 0,29%, chỉ số Nasdaq đóng cửa mức điểm cao kỷ lục là 5.914,34 điểm, tăng tương đương là 0,28%. Dẫn đầu đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 3 là nhóm tài chính với mức tăng 1,2%, với cổ phiếu của Bank of America và Citigroup đã hỗ trợ đà tăng cho chỉ số S&P 500. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự báo, với tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 4 là tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với mức dự báo tăng 1,9% trước đó.
Bà Loretta Mester, chủ tịch của Fed ở Cleveland dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng trên 2% trong năm 2017 và lạm phát sẽ lên mức 2%. Bà cũng kỳ vọng là Fed sẽ nâng lãi suất thêm trong năm nay, nhưng không nêu rõ là sẽ nâng lãi suất bao nhiêu lần. Chuyển sang những thông tin trên thị trường châu Á. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 3. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi những quyết định mới của Tổng thống Donald Trump về vấn đề nhập siêu và cải cách thuế. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Kospi, AS200 và Nikkei giảm lần lượt là 0,2, 0,535 và 0,81%, duy chỉ có chỉ số Shanghai là tăng 0,39%. Hiện giới đầu tư cũng đang quan sát và chờ đợi những thông tin về cuộc gặp mặt giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào tuần tới. Viết trên Twitter, ông Trump cho rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ khó khăn, đặc biệt là về vấn đề kinh tế và lao động. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cơm không lành, canh không ngọt giữa hai quốc gia kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Tại Trung Quốc, các báo cáo kinh doanh của Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đều không đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư. Nguyên nhân là do trong năm qua, đồng nhân dân tệ đã mất giá 6,6% so với đồng đô la Mỹ. Phản ứng tiêu cực, cổ phiếu của Air China giảm 0,95%, Shanghai Eastern Airlines giảm 2,27% và China Southern Airlines giảm 1,59%. Tại Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự tăng trưởng nhanh nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, chi tiêu hộ gia đình đã giảm 3,8% so với cùng kỳ, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 cũng đã giảm xuống mức 2,8%, mức thấp nhất kể từ năm 1994. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những thông tin chính trị liên quan tới việc Tòa án Hàn Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống bà Park Geun-hye với cáo buộc hối lộ và lạm dụng quyền lực. Trong phiên giao dịch theo giờ châu Á, giá dầu Brent giảm 0,23%, giao dịch quanh mốc 52,84 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, thì giá dầu thô Mỹ giảm nhẹ 0,04%, giao dịch quanh mốc 50,33 đô la Mỹ một thùng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hãng xe hơi Ford mới đây cho biết thì đang có kế hoạch đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ vào 3 nhà máy ở bang Michigan, nước Mỹ. Dự kiến sẽ có khoảng 130 việc làm được tạo ra trong lần đầu tư này. Quyết định này của Ford nhằm thực hiện thỏa thuận trước đó của hãng với nghiệp đoàn công nhân ô tô nước Mỹ. Sau thông tin trên, thì Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, người được biết đến với chiến dịch tranh cử dành việc làm cho người lao động ở Mỹ, đã có lời khen ngợi Ford trên trang Twitter của mình. Ford cho biết họ sẽ chi 850 triệu đô la Mỹ để nâng cấp một nhà máy ở Wayne, Michigan cho việc sản xuất mẫu xe SUV Ford Ranger. 150 triệu đô la Mỹ sẽ được đầu tư cho nhà máy Romeo và tạo thêm 130 việc làm. Sau cùng, hãng sẽ chi 200 triệu cho một trung tâm dữ liệu nơi lưu trữ thông tin các xe tự lái. Trước đó, thì hồi đầu tháng 1, Ford đã phải bỏ kế hoạch xây nhà máy mới của mình ở Mexico, thay vào đó là tạo thêm 7.000 việc làm tại bang Michigan, nước Mỹ, sau khi vấp phải những chỉ trích của ông Trump về việc đầu tư bên ngoài nước Mỹ. Ông Trump đã nhiều lần đề nghị các nhà sản xuất ô tô xây dựng các nhà máy mới của mình tại Mỹ, nhưng hiện vẫn rất có ít công ty kế hoạch lên kế hoạch cho việc này. Thưa quý vị, sau khi thu về hơn 15 tỷ sau thương vụ bán Mobileye, công ty chuyên về công nghệ xe hơi tự lái của Intel, mới đây thì ông Amnon Shashua, cha đẻ của Mobileye, đang có kế hoạch đưa đứa con tiếp theo của mình là công ty Occam lên sàn chứng khoán. Occam là một công ty chuyên sản xuất những thiết bị số dành riêng cho người khiếm thị. Tháng 2 vừa qua thì Occam đã hoàn thành một vòng kêu gọi đầu tư trị giá 41 triệu đô la Mỹ. Hiện giá trị của công ty này vào khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Trả lời Reuters thì ông Amnon Shashua cho biết, mục tiêu bán hàng trong năm 2017 này sẽ gấp 4 lần so với năm 2016 và công ty dự định sẽ tiến hành IPO vào năm 2018. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình, phần bình luận chuyên sâu.